Em xin chào tất cả anh em chơi radio cassette trên toàn quốc. Hôm nay radio cassette Hoàng Tài giới thiệu đến anh em một con đài sạc QT88 huyền thoại. Máy được ship bay từ Nhật Bản về, nó còn rất là đẹp anh em nhé. Thì ở đây em đang test luôn phần line in. Đang test phần line in này. Nhạc không lời. Em sẽ quay chi tiết các bạn luôn cho anh em xem. Đây là phần đăng tăng này. Là phần tay sách. Quên, em nhầm. Em sẽ test line in này, test băng này, test radio cho anh em xem nhé. Đấy, anh em có thể thấy được cái phần xi mạ này, xi mạ của tép loa này đang rất đẹp luôn nhá, xi mạ của vịt loa cũng vậy. Tiếp theo đến phần phím này, em quay rất kỹ nhá, phần phím này không bị rung, không bong chóc, không nổ nhá, rất đẹp. Đấy, bên đây cũng như vậy, phần loa bên đây cũng như vậy, màng loa rất trắng và đẹp luôn, nóc máy đẹp, xi mạ tay sách này rất đẹp luôn. Con này thì duy nhất là hai tem này, là hai tem mới thôi anh em nhé. Đấy, còn lại là nguyên zin, bao 100% nguyên zin cho anh em. Đây là test đằng sau này. Đây là đằng sau máy. Đây, số seri của máy nha. Anh em có thể nhìn rất rõ nhé. 405 này. 43787. 405, 43787. Số seri rất rõ. Em tháo phần này. Lò xo pin này, trong này. Sáng như mới nhá. Cái này là cái bụi này. Còn line in nhá, em nó cắm line in này, line in và line out. Đây là tổng thể đằng sau này. Rất đẹp. Nóc máy cũng rất đẹp. Ăn ten zin theo máy nhá. Bây giờ em sẽ đi test về chi tiết bằng cassette và radio. Line in máy em bảo hành cho anh em trên toàn quốc là 1 năm hết nhá. Đấy, dòng máy này được bảo hành 1 năm hết, bởi vì là em cam kết chất lượng của nó là quá tốt. Line in thì em nhả phần line in đây này. Line in, các bác mở line in thì bấm cái nút line in bên cạnh này và cấp nguồn cho nó này, là nút đỏ nó cấp nguồn này. Tương tự các bác mở radio thì các bác cũng phải cấp nguồn bằng nút đỏ nhá. Nhưng mà khi mở băng thì không cần này. Đấy, em test phần băng này. Băng nha. Ở đây có equalizer nhá, chỉnh tông mà tép này. Đây em tháo này. Thôi nhé em đừng nhiều hơn sầu. Rất đậm, rất tuyệt vời. Đừng thương tiếc để rồi xa. Em tắt của equalizer này. Đấy, các bác nghe tiếng được khác nhá. Em chỉnh lên này. Hai chúng ta đi chuyện thương yêu đâu còn. Đấy, các bác nghe tiếng thứ khác nhau hoàn toàn nhé. Máy thu phát hoàn hảo anh em nhé. Dòng QT88 này có thể thu băng. Chất âm rất tuyệt vời. Tình yêu mất
đi còn đâu. Tét tua này, đấy, cờ rất là êm ái và mềm mại, này. Cả hai cửa đều auto sit top, tét sang cửa bên này. Trái tua phải nhá, cờ rất mềm mại và êm ái nhá. Lấy băng ra. Chắc là phần radio này. Kết nối các cái nội dung để làm sao có hiệu quả nhất giữa các thơ ca, âm nhạc và chúng tôi mời cả các họa sĩ giúp chúng tôi về mặt mỹ thuật để sao làm một đường thơ nó đẹp đẽ, nó sống động và nó đầy tính truyền thống. Trước khi chúng ta có sân thơ truyền thống, sân thơ trẻ và bây giờ chúng tôi gộp vào và chúng tôi muốn rằng tất cả những cái thế hệ thơ đều hòa quyện trong một tinh thần, trong một không gian, trong một con đường để làm đến những vẻ đẹp của thi ca. Và ở đây lần đầu tiên bạn đọc sẽ được chiêm ngưỡng những cái kỷ vật, những cái hiện vật của các nhà thơ tên tuổi trong nền thơ Việt Nam. Đồng thời có hai màn hình lớn ở đó. Vừa rồi là những tin tức âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, như đã giới thiệu, ca khúc Flower volume tổng anh em nhá. Đây là ba lăng này. Đấy, chỉnh hai loa khác nhau này. Phần loa này. Và ngoài ra thì rất nhiều các chức năng băng khác. Đó là như là nó ghi băng này. Đây có ghi nhanh ghi chậm này. Này. Đây là em nó để FM nhé. Em
xin tặng ai em này? Ngày cao hơn ở tuần sau đó trong 3 năm qua. Đây là ai? Miley Cyrus cũng thiết lập kỷ lục toàn cầu khi đánh bại Easy On Me của Adele để trở thành nghệ sĩ solo có ca khúc đạt lượt phát trực tuyến trong tuần cao nhất từ trước đến nay trên mọi xếp hạng Billboard Global 200. Như vậy sau gần 10 năm. Đưa những điều hiện đại mới mẻ của công nghệ từ ngày nay như là màn LED rồi phối hợp với các họa sĩ cộng sự của mình, đó là họa sĩ Phạm Hà Hải và họa sĩ Lê Đình Liên, sẽ mang đến một cái bữa tiệc, không những là bữa tiệc văn chương mà còn là bữa tiệc nghệ thuật nữa. Từ buổi sáng thì sẽ có một tọa đàm thơ, đó là tọa đàm thơ hiện nay. Đấy, em đã test tất cả mọi chức năng của máy rồi, hoạt động hoàn hảo. Cam kết với anh em là nguyên zin 100%, chỉ duy nhất hai cái tem loa này là không phải này, là tem zin này, bảo hành cho anh em 1 năm. Anh em nào thiện chí thì các bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp theo số điện thoại đang hiển thị ở dưới màn hình này nhá, 0867029505. Em xếp hàng toàn quốc, không bao giá ở dưới màn hình luôn. Cảm ơn tất cả các anh em trên toàn quốc đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Em xin chào và hẹn gặp lại.